19 mới mới được tu sửa các bạn, trải nhựa lại các cái đoạn lúng và đoạn hư. Vâng, đây là shop house của khu đô thị An Phú Thịnh các bạn, dọc quốc lộ 19 mới luôn. Bên kia đó là khu Đại Phú Gia. Đấy, người ta xây thô lên như thế này rồi họ bán các bạn. Nghe nói đâu căn rẻ nhất cũng phải là trên 7 tỷ các bạn. Một căn vậy là hơn 100 mét vuông nhé. Vâng, chào mừng các bạn trở lại với kênh Quy Nhơn City. Và hôm nay Quy Nhơn City sẽ quay toàn bộ quốc lộ 19 mới sau khi được sửa chữa hoàn thành. Tuy nhiên chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng Bình Định 31 tháng 3 năm 1975 và 31 tháng 3 năm 2020. Ban quản lý dự án giao thông tỉnh đã tổ chức đưa vào sử dụng tuyến quốc lộ 19 mới. Quốc lộ 19 mới được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 1. Đây là dự án giao thông có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh, với tổng mức đầu tư hơn 4.400 tỷ đồng, bao gồm vốn trung ương hỗ trợ gần 3.100 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương hơn 1.300 tỷ đồng. Chiều dài toàn tuyến 17,42 km cho phép phương tiện lưu thông với vận tốc 60 đến 80 km/h. Bề rộng nền đường từ 30m đến 50m, mặt đường từ 19m đến 32m, bao gồm 6 làn xe, có 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Vâng, từ trước giải phóng, quốc lộ 19 là tuyến đường huyết mạch, giao thông nối khu vực các tỉnh ven biển miền Trung, Tây Nguyên đến cảng Quy Nhơn. Tuy nhiên đến nay, quốc lộ 19 đã xuống cấp, quá tải, không bảo đảm cho lưu lượng phương tiện giao thông qua lại. Và nhu cầu thực tế phát triển của cả khu vực, lượng hàng hóa từ các khu vực hành lang lưu thông qua quốc lộ 19 về cảng Quy Nhơn ngày càng lớn, để vận chuyển hàng hóa đến cảng phải đi qua khu vực nội thành Quy Nhơn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, ách tắc giao thông. Do vậy, việc thi công hoàn thành đưa vào sử dụng tuyến quốc lộ 19 mới có ý nghĩa vô cùng to lớn trong giai đoạn phát triển của tỉnh hiện nay. Quốc lộ 19 mới đưa vào sử dụng là niềm mơ ước của người dân bấy lâu nay đã thành hiện thực. Bởi trước giải phóng, nơi đây là vùng đầm lầy, ao hồ nuôi tôm, ruộng muối. Có ai dám nghĩ sau này có con đường to đẹp như thế này? Với số vốn đầu tư hàng mấy ngàn tỷ đồng, 6 làn xe cơ giới khang trang, đường lớn mở ra, cự ly từ các xã khu đông huyện Tuy Phước về trung tâm thành phố Quy Nhơn được rút ngắn hơn, đi lại thuận lợi. Chắc chắn trong tương lai không xa,
các địa phương ở huyện Tuy Phước nói riêng và cả tỉnh nói chung sẽ phát triển mạnh mẽ. Vâng, và sau gần 3 năm đưa vào sử dụng thì tuyến quốc lộ 19 mới như các bạn đang xem đó đã xảy ra tình trạng xuống cấp rất là nhiều. Cho nên hiện nay thì quốc lộ 19 mới đang trong quá trình là trải nhựa lại và nâng cấp lại. Thì tàu cũng đi từ phía trên cầu Bà Dây xuống tới đường giao nhau của vùng Vinh Đại Phú Gia thì đã gần như là hoàn thành việc sửa chữa và trải nhựa lại những cái khu vực lúng như chỗ cầu Hà Thanh 7 trước khu nhà thờ Làng Sông thì đã được trải lên một lớp nhựa mới và tương đối sạch đẹp. Quốc lộ 19 mới thì đi qua các xã như là Phước Lộc và Phước Nghĩa của huyện Tuy Phước và hai phường là phường Nhân Bình và phường Đống Đa của thành phố Quy Nhơn. Để mà quay toàn bộ tuyến đường quốc lộ 19 mới từ cầu Bà Di đến với đường Võ Văn Giáp thuộc phường Đống Ba, thành phố Quy Nhơn thì họ phải mất 2 ngày để quay. Vâng các bạn, tuyến đường dài gần 20 km phải mất 2 ngày để quay. Tại vì mình quay có một mình cho nên là không có sự hỗ trợ của người khác, mình phải mất rất nhiều thời gian. Vâng, từ trên cao thì các bạn cũng có thể thấy dọc theo tuyến quốc lộ 19 hiện nay có rất nhiều khu đô thị đang và đã mọc lên. Đấy các bạn, đây là một cái khu đô thị thuộc xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước. Vâng, ở hướng này thì các bạn có thể thấy flycam đang bay vào buổi chiều các bạn, khoảng 5 giờ chiều. Thì các bạn có thể thấy ở phía dưới thì có rất là nhiều người đã bày bàn ra buôn bán đồ ăn, nước uống. Đấy, những hình ảnh rất là đẹp. Con đường cong cong uốn lượn qua những cánh đồng của huyện Tuy Phước. Ở hướng này thì mọi người cũng có thể thấy thành phố Quy Nhơn.
Vâng, phía dưới là đường ngang từ thị trấn Tuy Phước đi ra xã Phước Thuận các bạn. Phước Thuận, Phước Hiệp rồi có thể đi Phước Sơn. Vâng, những hình ảnh các bạn đang xem đây là ngã tư giao nhau của quốc lộ 19 và đường từ thị trấn Tuy Phước đi các xã như là Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Thắng các bạn. Đường này có thể chạy thẳng ra chuồng núi. À, vâng, những hình ảnh rất là đẹp từ trên cao. Khu vực này thì các bạn thấy rất rõ là con sông Hà Thanh và con sông một nhánh của sông Côn đến cầu này là hợp lại. Bên tay phải là hướng sông Hà Thanh sẽ đổ qua khu vực Đại Phú Gia và đổ ra hướng Tiểu Trung Viện làng sông đó bạn, khu đô thị Diêm Vân.
Vâng, từ hướng này là đường quốc lộ 19 đang đi ngang qua xã Phước Thuận đó các bạn. Ở phía trước mái nhà đã đỏ đó là tiểu chủng viện Làng Sông, xa hơn đó là khu đô thị Diêm Văn. Vâng, những hình ảnh phải nói là rất là đẹp, nhìn từ trên cao các bạn. Rất là đẹp, đây là nút giao thông ra khu đô thị ra Phước Thuận và một nhánh đi ra tiểu chủng viện Làng Sông các bạn. À, vâng, tiểu chủng viện Làng Sông hiện ra trước mắt các bạn rất là đẹp các bạn, rất là đẹp với những dòng sông chảy qua. Thành phố Quy Nhơn cũng hiện ra rất là gần trong tầm mắt của mọi người. Ở phía dưới đây là cầu Hà Thanh 7 các bạn. Ở từ trên cao các bạn cũng có thể thấy con đường đã được trải nhựa lại và đã sau vài năm chống lún thì bây giờ họ đã đổ bằng với các vốc cầu. Việc đi lại tương đối dễ dàng. Vâng, từ cầu Hà Thanh 7 thì toàn bộ thành phố Quy Nhơn đã hiện ra trước mắt mọi người. Bên phía 1 giờ thì các bạn cũng có thể thấy là hai tòa chung cư của chung cư xã hội Eco Home Nhân Bình và các cái vùng đất xung quanh họ đang đổ đất để làm các cái khu đô thị mới. Vâng, từ khúc cua phía trước của đường quốc lộ 19 này thì cũng rất là nhiều lần kênh Quy Nhơn City giới thiệu cho mọi người rồi. Đây là cái vòng bun để DT679 hợp lại với đường quốc lộ 19 mới đi thẳng vào trong khu vực đường Tây Sơn. Đấy, đường đó là các bạn cũng có thể thấy hướng 12 giờ đó là chung cư Ecolife trên đường Điện Biên Phủ. Sau chung cư Ecolife đó là núi Bà Hỏa và bên cạnh núi Bà Hỏa phía sau lưng đó là núi Dũng Chua. Vâng, DT679 đang làm khu vực này rất là rõ luôn các bạn. Phía dưới đó là đang thi công cái cầu Nhân Bình. Thì tuyến quốc lộ 19 mới qua Quy Nhơn thì có 3 cầu. Đây là cầu Nhân Bình, ở giữa đoạn Chợ Dinh thì có cầu Chợ Dinh và bên phía phường Nhân Phú, sông Hà Thanh thì có cầu Hà Thanh. Vâng, những hình ảnh thành phố Quy Nhơn được hiện ra rất là rõ. Trước mắt các bạn đó là khu vực phường Nhân Bình với các khu đô thị rất là lớn của thành phố Quy Nhơn, đó là khu đô thị Đại Phú Gia và khu đô thị An Quốc Thịnh với các chung cư xã hội An Quốc Thịnh, chung cư Panorama. Đấy, rất là rõ các bạn. Vâng. Trước mắt các bạn đây là cầu Hà Thanh 6 các bạn. Cầu Hà Thanh 6. Flycam đang tiến dần về phía Đầm Thị Nại và thành phố Quy Nhơn. Những hình ảnh từ trên cao với tuyến DT639 đoạn từ các tuyến vào đến quốc lộ 19 giáp nhau với đường Điện Biên Phủ đã hiện ra trước mắt mọi người. Với những hình ảnh không xa nữa, một vài năm nữa thì tuyến này sẽ hoàn thành và các cái khu đô thị này cũng lên gần như là đầy đủ thì sẽ rất là đẹp. Thấy con đường đang chạy ngang qua các bạn đó là đường Điện Biên Phủ, đường mà các xe lớn xuống cảng Quy Nhơn được phép đi.
Vâng, các bạn, đây là nút giao thông của đường DT639 và đường quốc lộ 19 sẽ giao nhau ở đây. Bên tay phải đó là đường Điện Biên Phủ. Vâng, những hình ảnh từ trên cao của khu đô thị Chợ Gốc, Đại Phú Gia và khu đô thị An Phú Thịnh, các đảo B1, B2, B3, các khu chung cư của An Phú Thịnh, chung cư xã hội hiện ra rất là rõ. Bên phía tay trái đó là khu biệt thự Đại Phú Gia, trải thẳng xuống cầu Thị Nại. Vâng, sau một thời gian ngắn luôn, nhưng mà hiện nay thì khu vực này nhà cửa bắt đầu mọc lên rất là nhiều các bạn. Vâng, những hình ảnh được Union City quay vào buổi trưa, trưa nắng các bạn, cho nên những hình ảnh hết sức là rõ nét. Phía trước đó của các bạn đó là đầm Thị Nại, vùng Binh Đại Phú Gia, cầu Thị Nại, bên kia là bán đảo Phương Mai, Nhân Hội. Vâng, rất là đẹp, rất là đẹp. Vâng, những hình ảnh của khu đô thị An Phú Thịnh, các chung cư nhà ở xã hội trên khu đất của An Phú Thịnh. Cái nhà dài dài này là shophouse của khu thị An Phú Thịnh, bên tay trái đó là Đại Phú Gia. Vâng, những hình ảnh rất là đẹp các bạn. Bên này là shophouse của Đại Phú Gia các bạn, và phía sau lưng đó là chung cư xã hội của An Phú Thịnh. Đấy, phía trước của mọi người đó là DT639. Vâng, những hình ảnh rất rất là đẹp từ trên cao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.